Cặp đôi lồng chào mào này đã hoàn thiện xong để phục vụ anh em đây. Đây là mẫu lồng chào mào tích chạm hoa lá tre và form lồng đấu nhé. Với form lồng đấu này thì siêu thị lồng chim thiết kế là một cầu thẳng và hai cầu góc. Đây anh em nhìn thấy lên vân gỗ tự nhiên rất là đẹp luôn, được đánh bóng này, cái lồng đánh bóng như thế này cơ mà, đánh bóng chi tiết tỉ mỉ này. Đây hai cái mẫu này vân gỗ rất là đẹp này. Anh em có thể đặt một chiếc hoặc đặt cả cặp để chơi Tết nhé. Size 35cm là form lồng 17 nam, nóc chữ thập, cái móc đồng này để chắc chắn này. Anh em yêu thích thì liên hệ đặt hàng nhé. Vì bây giờ gần Tết rồi anh em phải đặt sớm để kịp thời gian giao hàng và ship hàng cho anh em được. Đây là cái phần cửa này thì có chạm thêm hình rơi này. Quay phần đáy cho anh em nhé. Đây là phần đáy lồng này. Đây là phần đáy lồng, chân quỳ mặt quỷ nhé. Đây, chân quỳ mặt quỷ. Quay cái phần góc ngang cho anh em này. Góc lồng nhé. Đây là một cầu thẳng và hai cầu góc. Khay này thì chống thấm nước. Đấy, anh em chơi thoải mái luôn. Đây, lồng chân quỳ. Nóc tích chạm hoa lá tre nhé. Anh em yêu thích thì liên hệ trực tiếp số điện thoại là 0984 217 365. Lồng chào mào này. Quá đẹp luôn. Và đặc biệt là mẫu lồng này thì thân chuyện tê nhé, chuyện toàn bộ cả phần thân cho anh em này, rất là đẹp. Anh em đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với siêu thị lồng chim. Ngoài ra thì anh em có thể tham khảo các mẫu lồng khác tại website là siêu thị lồng chim.net. Anh em kết bạn số Zalo là 0984 217 365 nha.